Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023 và đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão 2023, sáng nay ngày 12 tháng 1, Đoàn Dân quân Chính đảng tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được dẫn đầu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Với tấm lòng thành kính tri ân, Đoàn Dân quân Chính đảng của tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, kính cẩn nghiêng mình trang nghiêm, thành kính dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đầu của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên mùa xuân tô thắm trang sử chói lọi của dân tộc Việt Nam và theo dệt cho quê hương Long An rạng rỡ tên vàng, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Sau nghi thức thắp hương và dâng hoa tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã đến thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Sống trong nền độc lập tự do, thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn các thế hệ cha anh đã dày công chung đắp cho sự nghiệp cách mạng nở hoa độc lập, kết trái tự do, tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng.